Chồng đi công tác mấy hôm, vợ ở nhà ngoan nhá. Chồng đi nhớ về sớm đấy nhá. Thôi chồng đi kẻo muộn. Đến nơi gọi cho em nhá. Thôi anh đi đi, kẻo muộn. Alo, anh đi đến đâu rồi? Nhanh lên, chồng em đi rồi. Nhanh nhá. 15 phút sau. Cửa không khóa. Nhưng thật cây đắng khi biết ta. Mình chỉ là một người đến sau. Vợ ơi! Chồng tao bị lừa! Mở cửa ở trong! Lâu thế! Lâu thế! Về sớm mà anh! Anh quên hộ chiếu! Vào lấy cho anh! Nhanh! Thế nhở? Đánh ra em luôn kia! À, dép của ai đây? À, dép của em hả? Sao đây? Nó trốn đâu? Làm gì có ai ở đây? Anh làm sao vậy? À, thằng chó này! Mày ở đây làm gì? Anh, chị bảo em đến sửa đèn. Dạ, đèn sửa xong rồi, anh bật thử đấy. Thôi xin phép với anh chị, em về. Em về cẩn thận nhá. Này, dép. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Ra gì đấy? Hiểu kiểu gì? Yeah.